sủi thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nấu trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Nhiệt lâm thì uống liền Live Cool. Hồng Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng tôi rất là vui gặp lại quý vị và chắc chắn ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối những cặp đôi và mong rằng họ sẽ bấm nút hẹn hò để có thể đi đến một cái hạnh phúc tuyệt vời nhất. Trước khi chúng ta gặp gỡ cặp đôi đầu tiên, cho Hồng Vân xin thay mặt chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu, chưa được cái gì. Nói chung mới đi dòng dưới xe là đi về, dắt xe về. Lúc em đi lính á, đi về xong rồi tới nhà của người ta. Tiên không có ông nhà con ơi, nó đi nhà trọng rồi, cứ nghe cẩn thận, không biết làm gì. Đi lính về, quyết định rời cái thơ. Rồi, thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này. Dạ, có một mối tình là chồng trước của con. À, Nga đứng lên luôn. Nấp, cái gì vậy? Hát, vừa nấm. Nó rung rồi. Mời nhà trai. Ôi. Phù giấy nào ta? Đây. Trời ơi, làm giật mình. Quá dữ luôn. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình nào. Dạ, xin giới thiệu với anh Hoàng Linh. Em tên là Nguyễn Tài Duy, hôm nay em 34 tuổi. Nguyễn Thành Duy. Tài Duy. Nguyễn Tài Duy. Dạ. 34 tuổi. Dạ. Em đang sinh sống ở Biên Hòa và em làm việc ở Bình Dương. Em làm việc gì? Dạ, em làm bên mảng kỹ thuật. Kỹ thuật gì Duy? Bảo trì. Bảo trì về cái gì? Dạ, máy móc. À, tất cả loại máy móc luôn hả? Dạ. Và nhà gái? Sao vậy, sao căng thẳng lắm phải không? Dạ. Ừ, dạ. Phải vui vẻ lên, hôm nay mình đi tìm bạn đời của mình mà. Vui lên nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh. Em tên là Phạm Thị Ánh Nga, 27 tuổi, sống tại Đồng Nai. Sống tại Đồng Nai. Dạ. Nga đang làm gì? Dạ, em đang vừa học vừa làm nghề tóc ạ. Bây giờ á, Nga nói về một chút ưu điểm hay khuyết điểm của mình đi. Con thì có trách nhiệm cho công việc, biết quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của con là hay nóng tính. Với hai cô em. Nga mà có nóng tính chắc nói giận lắm, la chắc cũng không ai nghe đâu. Đúng rồi, chút đỉnh thôi. Mời bạn trai. Khuyết điểm của em thì em não có vàng. Não có vàng hay quên đúng không? Lại gì nữa? Mù đường. Lại cũng em có phần cũng hơi nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Trời, bên kia nóng tính, bên đây nóng nữa, chắc trái nhà luôn á. Không cương cương thành nhu. Không sao đâu. Yên tâm đi. Nó giống như thấy cực quyền. À, giống như là Dương Dương đẩy nhau á, mâm đẩy nhau á. Không, nó triệt tiêu. Triệt tiêu nhau. Bên nhà gái tôi nóng tính. Chào cưng. Dạ. Bên nhà gái tôi nóng tính vui lắm. Tôi đang nóng nè. Tôi đang rất nóng đó. Đó, tôi không biết là nóng cỡ nào tôi luôn á. Mình lắm rồi nha. Nóng gì cho nóng đó là em thích rồi đó. Đó, bạn này bên đây có vẻ rất dễ là thương, hiền. Nóng tính mà dễ thương. Em có mấy mối tình rồi, nói cho dì Vân biết đi. Dạ, gọi là tình không đúng nữa, tại vì hồi cấp 1 có quen một bạn gái lúc mà chuyển trường mới. Mới cấp 1 quen rồi hả? Dạ. Dễ sợ quá ha. Thế rồi đúng không? Thôi dạ, chứ dạ, sao dạ. Quen được. Thích mà, người ta thích. Thôi là mến rồi. Mến. Dạ. Nói chung mà học chung với nhau tới hết cấp 2 á. Nhưng mà tới năm cấp 3 thì tách ra ngồi học một trường. Ở nó học đại học thì em đi làm, cũng không có còn liên lạc gì nữa. Có nghĩa là thích từ hồi lớp 5 tới hết tới đại học luôn á. Dễ sợ ha, chung thủy ghê em luôn. Em không nói cho người ta biết. Trời, hồi đó ông nhát cũng nhát hả? Trời ơi, mối tình rất là dài luôn rồi đó. Gặp gái, gặp con gái tới nói chuyện chưa gì hết, em chạy mất dép tiêu rồi. Rồi từ đó giờ cũng không có mối tình nào luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Không luôn thiệt không? Dạ. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu, chưa được cái gì. Nói chung mới đi dòng dưới xe là đi về, dắt xe về. Ồ, vậy hả? Lúc em đi lính á, lúc đi lính thì đi lính hồi năm 23 tuổi, xong rồi đi về, xong rồi tới nhà của người ta, xong rồi tới tại nhà bạn đó cách nhà mấy trăm mét à. Ừ. Tới nơi xong cái tới nhà gặp mẹ bạn đó, gặp dì hay mẹ bạn đó đang đứng bán hàng ăn trước, thấy cô ơi cho con gửi tá thư này vô. Cái tiên con có ông nhà con ơi, nó đi nhà trọng rồi, cứ nghe cẩn thận không biết làm gì. Đi lính về quyết định gửi thơ rồi. Ừ. Thôi
Nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này. Dạ. Đúng không? Ở đây hỏi bên đây nè, cái mối tình buồn nữa, buồn hoài, không có buồn. Nay là mình dạ. đi tìm người bạn đời của mình là mình phải vui nghe không? Dạ. Sao rồi giờ Nga có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình. Là chồng trước của con. À, là một người đó thôi. Dạ vâng. Rồi mình đã ly dị cách đây bao lâu rồi? Dạ được gần năm rồi. Gần một năm, có em bé chưa? Dạ có một em bé gần 7 tuổi rồi. Gần 7 tuổi và dạ. sống với Nga. Dạ vâng, đang sống với con. Vậy thì em kết hôn bao nhiêu năm? Dạ kết hôn gần 7 năm. 7 năm đó, gần 7 năm, em bé gần 7 tuổi. Khi bạn nghe cái người bạn gái bên đây là cái hoàn cảnh như vậy thì ngay lúc này bạn suy nghĩ gì? Sống bình thường mà chị. Bình thường đúng không? Dạ. Chẳng nghĩ đơn giản là mình tới nhau thì sống gì hiện tại tương lai chứ phải quá khứ đồng nghĩa với đó làm gì chứ. Cái đó là mình phải nể phục người ta rồi đúng không? Tại vì một người ta giống người ta mẹ đơn thân mà. Hèn gì thấy mặt bạn Nga buồn lắm, đến lên mặt cứ buồn vậy đó mà mình bây giờ chắc có lẽ mình cũng hiểu lý do rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình đừng nhắc chuyện cũ nữa, cái gì nó qua cho nó qua đi ha. Chào em gái. Dạ, con chào chú. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, biết chăm lo cho gia đình, xong có trách nhiệm. Trách nhiệm, dạ, gì nữa? Đừng ăn chơi, cờ bạc, cái góc năng nhăng. Chà, đối tượng nó cũng mệt à. Không phải mình con không thích đâu, nhiều người không thích lắm. Dạ. À, con có yêu cầu cái mẫu hình lý tưởng gì không? Dạ không ạ. Về ngoại hình á, về ngoại hình á chú Linh hỏi. Dạ, con chỉ muốn cao khoảng 1m68 trở xuống thôi. 1m68 trở xuống thôi, đây dạ. chắc có thể cao hơn đó. Dạ. Lém xong chín hả? Dạ không tới. Không tới hả? Gần hả? 67 hả? Không, không tới. Trời đất ơi. Sao mấy? Dạ, 65 vừa đủ. À vậy nay mang giày cao hay sao thấy cao dữ? Chắc vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là biết cảm thông, lắng nghe và biết chăm lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ngoại hình thì em có đòi hỏi như thế nào không? Dạ, mập đẹp ốm, mập đẹp ốm dễ thương, cao sang lùn quý phái thì sao cũng được hết chứ. Đừng có nói chữ mập ở đây. Cái ta, ta muốn nói gì ta nói. Liên quan phần. Nhiều người lắm. Em gái đi, đi với ai con? Dạ, con đi cùng với mẹ với em rể. À, con mẹ với em gái. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. Mẹ với em rể với lại em gái luôn. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyết Linh ạ. Con là em rể của chị Nga. Con đến đây để cổ vũ cho chị. Chị em thì cũng có nhiều ưu điểm lắm. Biết nấu ăn, món gì cũng làm được, nhanh nhẹn. Mà chị lên sân khấu nhiều khi chị run quá, không dám nói. Ở nhà cũng vậy hả, nhát lắm à. Em bảo cứ mặn dạng lên mà lên thôi, nói thôi, có gì đâu mà sợ. Thì em thấy ăn bên này thì cũng được. Rất là đẹp và chín chắn. Tại vì anh cũng đã có đi bộ đội về thì chắc cũng đã có một kỷ luật rồi này nọ. Thì nếu mà được ăn chấp nhận thì mong hai người, hai anh chị đến được với nhau và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi. Mẹ có nói gì không mẹ? Như em thấy thì cũng được rồi ạ. Được phải không? Rồi. Vâng, mà anh thưa hai cháu nè. Rồi, cảm ơn mẹ. Ngoài nhà đại diện nhà trai đi ai? Dạ có ba má, dì với lại ba má đi nữa. Bạn dạ. Rồi, nhà ngoài nhà trai ạ. À, mình xin chào Quỳnh Linh và Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Nguyễn Tây Di. Thấy hai đứa nói chuyện thì thấy hai đứa tánh hai đứa cũng giống nhau lắm. Bây giờ thì mình cho hai đứa nó tìm hiểu nhau thôi chứ mình không biết là nói như thế nào hết. Chứ là thời buổi này là coi như là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó luôn. Bây giờ là mình ý kiến mình cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau rồi tụi nó tính tới hôn nhân được hay không là tùy có hai đứa thôi. Chứ cha mẹ giờ là không có ý kiến. Mình thấy bé này là cũng được lắm. Bà có ý kiến gì không ba? Thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa. Trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế mình hết sức hoan nghênh. Đối tượng của con hôm nay gặp mặt á thì mình chỉ ngại một cái chuyện, tức là bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi, không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó, cho nó cái gì vậy, duyên là duyên trời định thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy. Nhất là chuyện hôn nhân gia đình mình không có ép buộc con. Mà con nó có thích vậy mà nó muốn tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi. Xin hết. Dạ, yeah, yeah, cảm ơn chú. Rồi tất cả là con muốn sao ha, là cha mẹ chiều hướng tới luôn. Rồi bây giờ quan mở trọng là hai đứa. Ơi. Mở rào. Từ từ đường rộng ra rồi mình đi. Đó, bắt đầu đi Duy. Rồi.
quà, quà. Đó, mình đến đứng lên mình nhận quà, mình trao quà nào. Trời ơi kìa. Nó đi không lọt luôn. Đó. Trời đất ơi. Rồi, để bên đây luôn. Dạ. Này chắc lựa chọn lâu lắm à. Không, cái này nặng là do có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa chứ không được. Hả? Có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa. Chủ shop tặng hả? Dạ không, chủ shop kêu lúc nào mà nhấn nút thì gọi điện thoại nhắn tin cho chủ shop chút xíu để chủ shop chúc mừng. À dạ rồi, đứng đó. Gần nó nói gì bạn gái tặng đi chứ. Rồi đó, lý do là bên em tặng đi. Em tặng cho ấm một cái chiếc ví. Nó mở ra nào đó, tặng ví là có tiền trống không? Dạ không ạ. Thường là phải có 5.000, 10.000 không, từ hoặc từ, 50.000. Từ từ con đổ vô cũng được. Ừ, cái này sao? Dạ. Nói đi, ý nghĩa làm sao? Ông mong là cho tối em có cái gì em cho nó nhiều khi nó bự bự chút xíu, nhìn cho người ta, nhìn cho ta dễ thấy cô Vân. Tuy nhiên người ta thấy cái này rồi nhớ tới mình. À rồi, đó là để bất cứ chỗ nào cũng phải nhớ tới bạn này. Dạ, dạ thêm cái nữa là em cố tình mua bự bự để cho đó nữa, phải chở bạn về tới nhà để cho mới biết được nhà ở đâu. À tức là cưng phải chở con gối về giùm đúng không? Dạ. Ok, trời ơi ghê quá. Không biết có ai quân sư không mà có chiêu có trò hết trơn rồi. Rồi. Có thấy tôi không vậy, ngồi đây rồi có thấy tôi không? Đó nè, che hết ráo rồi. Em thích cái gì nhất? Món ăn á? Em thích rau muống xào tỏi thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Sao dễ nuôi vậy? Anh cũng vậy đó. Em ở nhà em dễ nuôi lắm anh. Ờ vậy hả? Thì lúc rảnh hay thường hay làm gì nhất? Em rảnh thì em chỉ lên Facebook coi phim vớ vẩn rồi em đi ngủ thôi. Tại vì sau khi đi làm về là em ăn cơm xong em lên phòng em nằm thôi. Ừ. Em không đi đâu hết. Vậy cho nên hỏi là bé con hay là bé trai bé gái nhỉ? Dạ bé trai ạ. Bé trai thì năm nay 7 tuổi, năm nay học lớp 2 rồi. Dạ, gần 7 tuổi thôi. À, gần 7 tuổi. Thì về nhà thì bây giờ này bé hay quậy không? Dạ, cũng quậy. Nhưng mà được cái cũng ngoan lắm. À. Dạ. Hiện tại thì em với con lại đang ở đâu? Dạ, đang ở bên ngoại. À, là tối giờ hai mẹ con ở chung với bên ngoại luôn. Dạ. Anh có ngại khi em có con không? Không. Đây cơ bản luôn là trước giờ những người bạn gái mà anh đã từng hỏi xin số điện thoại có rất là nhiều người ta có con. Yeah. Anh đi hỏi đâu bình thường con nó không phải là bình thường, nó rất là bình thường. Nhưng ngược lại anh cảm thấy những cái đó là hay hơn. Tại vì thường những người con người ta suy nghĩ người ta sẽ chín chắn hơn. Yeah. Tại vì người ta có một cái đang có trách nhiệm, người ta không có lông bông nữa. Anh làm công việc gì ạ? Công việc anh nó khô khan lắm, hay là mình cơ khí á. Dạ. Yeah. Người đâu thường vô trong ty anh lúc nào cũng từ đầu tới chân toàn là nhớt không à. Nếu mà tiêu chuẩn người của em thì đàn ông em là như thế nào em thấy còn hợp nhé? Em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình, có trách nhiệm, biết thương vợ thương con, chung này coi vợ hơn là bạn bè một tí, đừng có xếp vợ sau bạn bè. Đúng rồi, trời ơi, vợ mình ở với mình suốt đời chứ bạn bè ở mình suốt đời đâu. Vâng, nhưng mà tại vì em nhiều khi em thấy nhiều người đàn ông á mê cuộc vui hơn là vợ con, nhiều khi thà để vợ con ở nhà để mình đi chơi chứ không có biết lo lắng. Tiếp đó thì em phải gọi điện thoại nhắc về là thường thường người ta sẽ về đó. Bây giờ thế này, em bước tới có thể nắm tay bạn gái nào. Hãy nhìn vào thẳng mắt bạn gái và hát một bài nào đó. Đứng lên đi cưng, Nga đứng lên luôn. Nắm. Cái gì vậy? Hát. Vừa hát tay vừa nắm. Nắm hai tay luôn. Nó rung rồi. Nhìn mắt. Anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không biết tên nữa. Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn cả đời dài bên mà chủ trí vũ trụ. Cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối, cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất. Hơi em yêu hơi cho anh xin chích hơn nồng cháy. Đêm nay anh mang ra cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao chẳng cần hoàn chính cho tình ta. Mãi sau lưng bên nhau như trăng với sao đậm đà này người yêu hãy nhớ. Sẽ không muốn mang sao bao nhiêu nào thương ta vẫn yêu nồng nàn đời chưa hết đắng huống chi là tình không do này đâu do chính nơi lòng mình hết thì anh hay quá à, cười tươi lên nào em gái sao mặt em buồn thế. Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai rồi. Ủa là làm gì tiếp vậy chú Linh hả? Chưa, cứ đứng y nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Tại lần đầu làm chú đó em gái cảm thấy nào, cảm nhận thế nào? Nói cho bạn trai biết đi. Hiện tại con run quá, con không nhớ gì hết. Không sao đây. Con run quá hả? Không dạ. Nhớ gì đó. Nãy giờ con cảm thấy bạn trai hát sao, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ, bạn trai hát cũng hay. Nắm tay bạn ấy thấy thế nào? Run ấy là mồ hôi không à. Rồi, thôi được rồi. Về vị trí đi. Muốn xỉu rồi đó. Quyết định là do các bạn đó. Nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút
là có quyết định chín chắn. Chúng ta không thể nào mà bấm vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy bấm bằng trái tim của mình, bằng sự quyết định, bản lĩnh của mình các bạn nha. 1 2 3. Bên kia người ta quyết định rất là quyết liệt nha Nga nha. Dạ, một cái là chặt liền. Bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò, nắm tay nhau đi. Em trai. Vâng, vâng, con có bạn gái rồi. Trời ơi, cưng ghê không? Giờ Nga đi ha, Nga nói gì nói với gì ba mẹ đi. Hai bác đi, nói mạnh mẽ lên nào. Trẻ, con chào hai bác. Con cũng mong là con được tìm hiểu anh. Nếu mà hợp nhau thì con sẽ làm con dâu của bác. Nếu hợp nhau con sẽ làm con dâu của bác. Nào, một nụ hôn đầu tiên. Không, cũng được. Nụ hôn đầu tiên nó đâu phải hời hợt như thế. Làm gì ngấu nghiến như vậy? Chào. Đâu cần ngấu nghiến. Hung bằng cả trái tim của mình nào. Ôm cô gái hung nào bằng lâu lâu chút xíu. Trời ơi, đã. Không ai thấy được đó đâu. Dạ đúng rồi. Giờ nói má ơi, con hung được rồi. Má ơi, hung được rồi má ơi. Cái này có duyên lắm nha. Má ơi, hung được rồi má ơi. Dễ thương lắm á. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đi tâm sự đi, hai đứa đi nắm tay tiến tới. Ba em thì thương binh chấn thương sọ não, anh hai thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Người ta sẽ cảm giác em ngại để tiến tới. Em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm, có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút. Thưa quý vị, chúc họ sẽ gặp nhiều may mắn và chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Để đây đi, để đồ. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào các quý vị khán giả. Em tên Phạm Dung Sĩ, năm nay 35 tuổi. Em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa. Quê em ở đó luôn hả? Dạ. Đó, Dũng Sĩ, 35 tuổi, làm chủ quán cà phê Biên Hòa. Tại thành phố Biên Hòa. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú anh Quyền Linh. Xin chào anh Minh Cảnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp. Hiện tại thì em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Biên đúng rồi, Biên Hòa luôn. Hỏi đi, hỏi đi. Dạ, em sẽ đi về thường hỏi xuyên. Hỏi gần không quán cà phê, mình dạ. Mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ, hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. À, Long Bình Tân dạ. Là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? Ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em. Ngã tư Võ Thị Sáu. Ngay đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh. À dạ rồi, em có biết chỗ đây. Giới quán luôn. Dạ, cà phê ST. Không biết là quán của mình nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ? À, nước uống thì đặc biệt là khách quen không ạ em. À. Vô tại bán mục tiêu bán cho văn phòng.
Nếu mà em không uống được cà phê thì em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ? À, có, anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng thêm. À dạ. Chúc sẽ mời ha. Dạ. Chúc sẽ mời bạn gái. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì sĩ? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật thà, nói chung là trung tình. Điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí. Không hay là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên. À, em sẽ hay quên liền. Không sao. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé. À, dạ, điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng. Mọi người hay kêu là em có thể là hơi hóm hỉnh một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? À, thực ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Lý do sao chia tay cơ? Thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 vào năm 11. Có rất là nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á, là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn, để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc, kiếm tiền rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm, dạ, về hôn nhân, thế dạ, là đúng. Chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ đây, từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ tính ra từ đấy đến đây bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. Dạ. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình tới giờ luôn, không nói luôn. Dạ không, người ta lấy chồng mất tiêu rồi. Lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. À, thì ở nhà ba mẹ thờ Phật. Còn mối tình nào nữa không? Còn mối tình yêu mà chắc cũng thoáng qua thôi. Nghĩa là khoảng hai mối tình rưỡi á. Chào em. Dạ chào chị ạ. Rồi bây giờ cứ mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Thành thật với mình là được. Nhà em á, ba em thì thương binh chấn thương sọ não. Anh hai á thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Wow. Tại vì nhiều người mà người ta tới, người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người á là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em á thì chấn thương sọ não á, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Rồi ba thì bây giờ là vẫn... Dạ thương binh. Thương binh, còn mẹ? Dạ mẹ em thì đang ngồi ở dưới. Dạ dạ. Rồi. Rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Sợ điều gì nữa không? Hay ghen, hay bực dọc. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ, em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Xinh xắn là được rồi ha. Dạ. Ra dễ lắm. Có nhiều mà... chuyện không? Dạ không. Cũng không thích tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ, thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh Linh. Bên đó bạn có tâm sự về cái... ba với lại anh của bạn á, thì dạ. Cưng có e ngại chuyện đó không? Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận. Chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ, nhưng lúc có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu. Dạ. Em trai, không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn? Dạ, hả? Cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. À, tại vì em mình học cao, chuyên mình bó sẽ bột lên. Nắng chỉnh xương rồi tiểu phẫu nối gân luôn. Ồ vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện, sắp tới em sẽ đi học thêm. Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi được rồi, ra quán cà phê là cho bà xã mình đi học làm bác sĩ. Không.
Dạ, quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi sao hợp vậy? Tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn. Quán cà phê rồi. Giao cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Dạ, vậy dạ đa số là từ các gì là đều lý, ha. Một rồi. Là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rau. Cái gì vậy? Chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời ông nôn nao quá à, đi quá, ông ơi. Thấy hợp quá, hợp à. Muốn giao luôn quá, phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè. Bây giờ mời ý kiến của mẹ trước đi. Xin chào bạn Hồng Vân. Xin chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào nhà, xin chào quý vị khán giả, cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, con chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương, cái thấy cũng xinh xắn, cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ ăn đồng ý thôi. Rồi. Vậy. Cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Ờ rồi xin mời đại diện nhà gái đi ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. Em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè. Và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh, ST, mở rào. Bắt đầu đi Dũng Sĩ. Chào em, anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Coi chừng nó bị lật á. Dạ, anh xin phép. Dạ. Sô-cô-la. Dạ. Cảm ơn anh, em sao anh biết em là rất thích sô-cô-la ạ? Đâu biết anh xui. Đây là cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc. Thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ em gửi. Cảm ơn. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1. Thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm một món quà này tặng cho anh. Mong cảm là em. Cô với lại chú sẽ thành đôi. Ồ là cho sao? Món quà đó là cái gì? Dạ là một bông hoa làm bằng handmade ạ. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha đó. Thế y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, uống thử liền đó mấy anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm rồi đó. Uống dạ, đi cơ. Như xin phép. Ây, kêu anh hai đi nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng với vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang. Nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng rồi. Kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái có công chứ. Việc đó. Tại vì theo tình hình bây giờ kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Ngay trực ngay nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý thì nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh, vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy, thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn không thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. À buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh.
Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em. Em nắm tay bạn gái à, nói điều gì đó à, nhìn vào mắt đi. Nãy giờ cảm nhận về người đó thế nào? Em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ vậy chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Do em có hay là người có anh ơi. Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em đúng là em quên mất rồi. Các bạn về vị trí đi, hết giờ rồi. Để tao mình nút bấm và đưa ra quyết định. Rồi tôi đếm luôn nha. Một. Kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây sao nè, sao hai đứa được khổ dữ vậy trời. Bây giờ sao khổ vậy? Khổ dữ vậy trời. Rồi, một, hai, ba. Cho nó thấy khổ vất vả chứ. Vất vả quá đi. Được rồi, ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Thôi bây giờ hôn đi. Gò má. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Đêm nay, đêm nay. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hy vọng chúng ta sẽ chúc phúc cho hai cặp đôi ngày hôm nay sẽ mau tiến tới hôn nhân quý vị nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Ba ơi, ba ơi, con có bạn gái rồi. Giờ nói má ơi, con hôn được rồi. À, hôn được rồi má ơi. Ngày nào cũng làm từ 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều. 8 rưỡi, 8 rưỡi sáng, 6 giờ chiều. Nói chung là một tháng là được 12 ngày. Nhưng mà nhiều khi em không có bận gì nè, em cũng đi làm luôn. Không có bận gì nữa. Ý là em không có muốn nghỉ á, là em cứ đi làm. Thì khi nào có việc bận cái gì đó thì em mới nghỉ. Mẹ em muốn cho em có một cái nghề để ở nhà nuôi con, chứ không muốn làm công ty. Tại vì làm công ty thì em không có lo lắng được cho con em. Nên mẹ kêu là em học nghề. Làm công ty là mẹ cũng là làm công ty không có thời gian để cho con. Biết bảo lại, em làm công ty cho dù tới 50 tuổi đi rồi người ta không nhận nữa thôi em ở nhà cũng không làm gì nhé. Nhưng mà không có thì cũng chán. Không có cái gì làm chủ. Dạ. Còn đây mẹ em muốn học nghề, mình làm trong nhà rồi ở ngoài mình bán nước này kia bán thêm. Làm được rồi hai mẹ con sống. Cảm xúc sau khi ghi hình đó hả? Vui. Nói chung là thấy cũng bình thường. Nhưng mà sẽ còn được nghĩ thêm nhiều nữa mà. Thôi anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không biết tên nữa. Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn
muốn cả đời giải pin mà chủ trí vua cho. Cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối, cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất. Hơi em yêu hơi cho anh xin chích hơn nồng cháy. Đêm đen mà ra cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao chẳng cần hoàn chính cho tình ta. Mãi sau lưng bên nhau như chẳng biết sao. Đầm đà này người yêu hãy nhớ, sẽ không muốn mang. Sau bao nhiêu nào thương ta vẫn yêu nồng nàn. Đời chỉ hẹn đăng, hôn chỉ là tình. Không cho nơi đâu, cho chính nơi lòng mình. Hết thì anh? Hay, hay quá. À, cười tươi lên nào em gái, sao mặt em buồn thế? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Ủa, là làm gì tiếp vậy chú Linh? Hả, chưa, cứ đứng y nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Dạ, em rất là run. Và em cũng... cũng... Tại run và em hồi hộp. Thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế, mình hết sức hoan nghênh. Đối tượng của con hôm nay gặp mặt á, thì mình chỉ ngại một cái chuyện, tức là bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi, không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi, bây giờ đó nó cái gì vậy, duyên là duyên trời định, thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy. Nhất là chuyện hôn nhân gia đình, mình không có ép buộc con, mà con nó có thích vậy mà nó muốn tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi. Tại vì em thấy bạn trai thì cũng nhìn cũng chứng chạc, tại vì em cũng có con thì nhiều người cũng rất là e ngại. Nhưng mà khi nghe hai bác nói ấy, thì em cũng đỡ được phần nào, vì hai bác là cũng tùy theo anh thôi, anh chịu hay không thôi. Còn hai bác không có ý kiến. Anh nói thiệt luôn á, tại vì bây giờ là ba với má anh bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi. Thành ra bây giờ này mỗi ngày đi anh đều phải về nhà, nhưng không thể nào đi qua đêm được. Anh đều cố gắng mình phải về nhà, nhưng mà bởi vì cho nên cái kia gánh nặng mà bây giờ nó cũng nhiều. Nhưng mà thành ra anh muốn kiếm một người về, nhưng mà anh phụ giúp cho anh, tại vì một mình anh không muốn là anh phân thân đi. Anh phân thân được, anh vừa ở chỗ làm mà anh vẫn vừa ở nhà nữa. Tại vì đôi khi có những công việc phải làm việc chứ hành chính, chỉ có giờ hành chính mới làm được, mà anh lại làm giờ hành chính anh không có đi được. Mỗi ngày em thích buôn bán không? Có, nhưng mà cái cảm giác của em như là sợ buôn bán, sợ bị lố hái này kia, nó nhiều cái lắm. Có bao giờ mình thử buôn bán chưa? Dạ chưa. Mà em thích buôn bán gì nhá? Mình mừng tự thử buôn bán gì nhá? Không phải buôn bán đâu, nó ví dụ mình tự mình kinh doanh, mình... Thì em muốn là như là bán nước này kia, bán đồ ăn vặt đó. Tại em thì em cũng có trách nhiệm lo cho bố mẹ, nên chuyện làm dâu là chuyện bình thường. Em vẫn lo được nấu ăn này kia, em cũng có thể làm được. Nhưng mà chỉ tội là không được ngon thôi, chứ cái gì cũng nấu được. Bây giờ chung là em cũng một lần đổ vỡ rồi. Tùy một người chồng không biết quan tâm, không biết lo lắng cho vợ con, nên em muốn tìm một người có thể quan tâm lo lắng cho em và biết thương yêu vợ con. Có người tài xế khi bảo vệ gì đó, có bảo hành miễn phí bảo hiểm trọn đời luôn. Ra đường sẽ có người bảo vệ. Miễn sao hư thì lại bảo trì, miễn sao xài đừng hao quá. Miễn sao hư thì lại bảo trì, miễn sao xài đừng hao quá. Một kìa cưng, bên đây cưng đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó đây. Còn nè, sao hai vậy? Đứa được khổ dữ vậy trời. Bây giờ sao khổ vậy, khổ dữ vậy trời. Rồi 1 2 3. Dạ, hiện tại thì em cảm thấy rất là vui ạ. Tại vì nhân chương trình này mà em đã tìm được một người bạn, có thể là sẽ cho người bạn trong năm của mình ạ. Em thì hơi bị run run một tí, nhưng mà cảm giác rất là tuyệt vời ạ. Dạ, kế hoạch thì để cho cuối tuần đấy chị.
Chứ bây giờ thì ai cũng bận, cũng với lại đi đường xa cũng hơi mệt rồi, nên đưa về mình nghỉ ngơi trước đã rồi mình gặp lần sau cũng được. À, vậy hiện tại thì chắc là em sẽ về Long Thành, còn anh Sĩ sẽ về Biên Hòa. Còn có thể là cuối tuần thì hai người sẽ sắp xếp một khoảng thời gian nào đó rồi sẽ gặp nhau uống nước hoặc là cái gì đó, ăn đi ăn cùng nhau để tâm sự, trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha đó. Thế y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, uống thử liền nữa mấy anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm đó. Dạ, như xin phép. Ây, kêu anh hai ly nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng với vị em thích. Cảm ơn anh. Dạ, thật sự ra là em cũng cảm thấy là không có gì khác lắm. Tại vì khi mà lên chương trình được cái màn ván mở ra thì em cũng thấy là anh cũng giống như là cái mẫu người mà em đang tìm kiếm. Cho nên là em cũng nói chuyện rất là thoải mái và không có cảm thấy run lắm. Nhưng có vẻ là anh sẽ cảm thấy hơi run tại vì lần đầu tiên gặp em đúng không anh? Lần đầu tiên lên truyền hình run, run quá trời luôn. Mà hồi nãy em chưa hỏi anh là anh có cảm thấy em xinh xắn hay là như thế nào. Em chưa có nghe anh nhận xét về em một tí nào luôn á. Em thì không xinh nhưng bình thường, nhưng mà cảm giác của anh thì thấy em sẽ hình như sẽ hợp đó. Tại vì đẹp quá thì không phải là của mình đâu. Dạ cũng hơi buồn một tí xíu nhưng mà đó là sự thật thì em chấp nhận thôi chị, không có vấn đề gì hết. Dạ. Tính anh thì hay nói thẳng lắm nhưng mà sự thật thì đã mất lòng. Nhưng mà nhiều khi thẳng quá em sẽ buồn đó, cho nên là anh đừng nói thẳng quá nha. Em buồn, em khóc đó. Em méo một tí thôi. Đúng rồi. Ví dụ như anh nói là em không có đẹp, em không có xinh nhưng mà em ưa nhìn. Ha, anh nói lại đi nè. Em không đẹp, em không xinh mà em ưa nhìn. Em dễ thương. Em dễ thương. Cảm ơn anh. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Do em có hay là người có anh ơi. Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ và em đã từng trải qua một lần đò rồi, cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng, em đã từng tự tử luôn. Em chỉ cần một cái người là đủ cảm thông những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Cái trường hợp đó là ý như là anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó, tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ, sợ phải nói là em ám ảnh. Em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em ha. Ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nữa cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Chương trình được giờ theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.